Ôi chết. Ôi ai vô. Trời ơi. Bác Trọng à? Sao thì cô thì vô ý thức thì cô nhổ mặt tôi này. Thế bác chui vào thùng rác làm gì? Trời ơi, vào làm gì đấy là việc của tôi. Em nói cho ông biết nhá, bác nói như thế là không đúng đâu. Chính bởi vì là em có ý thức, thế nên là em mới nhổ vào mặt bác, chứ không là em nhổ luôn ra ngoài đường rồi. Cô nói thế cũng phải. Tức là thế này, tôi gọi là đang ghi gom lộc. Gom lộc á? Ừ. Dân mình có cái thói quen là cứ đầu năm ấy là đã có bao nhiêu rác trong nhà là quét vứt lung tung hết cả. Đấy, đây này, mà cái túi rác nào cũng có lộc nhá. Đây, tôi nói ví dụ như cái túi này. Đấy, đây, trong có cả lì xì, có cả tiền đấy. Đấy, lì xì cái nào có tiền. Có tiền đây này. Đây,